Xin chào xin, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phép hợp của hai tập hợp tự tin có thể như sau. Đấy. Rất ăn gì biết đâu, rất là đấy. Phép hợp là chúng ta kết hợp với nhau tình hình tình yêu đấy. Chờ. Rồi. Học chắc lý thuyết thì hiểu luôn, chả phải dùng cái phương pháp gì, ấn máy tính cái gì cả nhá. X thuộc A hợp B. Thì vẽ hình cho dễ hiểu nhá. Thì vẽ này. Cái này. Còn này vậy. Đấy. Chưa? Đây là tập A. Chưa? Tập B. Đúng cái này đi. Này, các bạn này. Nào, chú B nha. Bà nó có cái gì? Bà nó đây này. Đấy. Đấy. Chưa? Rồi, hai con này. Con mới. Mày là con thỏ, gấu. Giống gấu không? Mày bảo là con chó. Rồi. Thì hai con này yêu nhau, hợp nhau, hãy yêu nhau. Chưa? X thuộc A hợp B nghĩa là gì? Hoặc nhá. Hoặc là X thuộc A. Chưa? Hoặc X thuộc B. Đấy, lấy hết nhá. Hết. Đấy, chưa? Rồi, thôi. Mình hiểu ngay, chưa? Rồi, ví dụ 1. Đây những phần mà học sinh nó hay sai nhá. Đầu tiên, cho đáp A bằng đây, rồi chữ âm vô cùng đến âm 2 chiếm của đến 2 đúng không? Ngọc tròn đi. Đấy. Hợp với cả chữ 2 đến cộng vô cùng. Đấy. Đây là ví dụ học sinh hay sai nó luôn thế. Nó không chẳng nhiều đâu, nó không hiểu gì đâu. Chưa? Nào. Nhanh hết nhỉ? Đây, rồi. Tìm tập A chữ âm cộng đến 2 hợp với cả trừ B trừ 2 cộng cùng. Đấy. Mình hiểu chỗ này thì A đi, chỗ này chỗ B đi, C đi, được chưa? B bằng chữ âm cùng đến âm 2, C là trừ âm 2 đến cộng cùng. Đấy. Thì như sau. Trước thầy dạy các giao không? Thì thể hiện thầy hướng dẫn cách rùa đúng không? Không, bây giờ thầy hướng dẫn cách nhanh luôn thầy nhá. Mà hợp cái nhanh luôn, không có rùa nữa. Chú bò nhá, trước này chữ âm cùng đến âm 2 bỏ cuốn luôn này, bỏ cuốn luôn, chưa? Chữ âm cuối cùng đến âm 2, chưa? Cuốn là trừ 2 cộng cùng. Phương pháp của ta là lấy tròn nhé. Phương pháp của chúng ta là cái tròn xong. Đấy. Chưa? Nào, chữ âm cùng đến âm 2 tròn, đúng chưa? Đấy. Như không đến 2, chưa? Còn âm gì? Cún trừ âm 2 cộng một cùng. Như vậy. Lấy cái âm 2 đúng không? Tròn. Đấy. Đáp án. Được chưa? Do lý thuyết. Này, trừ 2. Có hiểu không? Trừ 2, nhớ đáp án trừ 2 gì? Không thuộc B. Đúng chưa? Chỗ đây là tròn mà. Nhưng trừ 2 gì? Thuộc C. Đấy, lý thuyết thấy chưa? Vậy là trừ 2 có lấy thì nghĩa là gì? Đáp án B hợp C. A B hợp A B hợp C. Lấy cả âm 2 luôn, chia một cùng. Gì? Cộng cùng luôn. Đấy.
lấy hết mà, lấy cầm hai luôn, đáp án là chương cùng đến cậu cùng, đã chưa? Rồi, đấy nhá, chữ 2 không thuộc về bò, nhưng chữ 2 thuộc cún, được chưa? Thôi, rồi, à, rồi, cho chú một bò nhá. Nào, ví dụ một bò. Nào, nhìn xem nào, một bò chúng ta thấy là như sau. Một ví dụ rất là nguy hiểm. Nào, chú bò, chữ âm cùng, chữ âm cùng đến một đi. Chú cún một cộng vô cùng. Để hỏi ra chú bò hợp chú cún, hợp chú nào đối xói bằng gì? Đấy, nhiều bạn phải cho rất là hơi kiểu gì, nhiều đứa bảo chưa hiểu lắm. Đấy, là như sao? Bình thường đáp án loại không như mình nghĩ đâu. Nhiều đứa học tư duy không hiểu đâu. Nào, chữ âm cùng bò và cún đều trên màn hình, đúng chưa? Một đây. Nào, chú bò chữ âm cùng một, lấy tròn. Chú cún một cộng một cùng, cúng không lấy một nhé, bò lấy một, cún không lấy một, tròn. Nếu mình học không hiểu là mình bảo ông này đáp án gì? Bò hợp cún bằng âm cùng. Đấy, đúng chưa? Là chưa sai chưa? Nói thế nào? Cái này cơ, đáp án có nhiều kiểu cơ này. Thế này chưa đúng đâu, chuẩn nhất là chuẩn sau một như thế này, nhưng mà gì bỏ đi. À, cái này sau cái này hơi ngon nghèo nhá, cái buổi sau này bỏ đi số một cơ. À, cái này cơ, đây đáp án sở này mới nguy hiểm. Ôi kinh, bình thường nếu thầy cô cho dễ là cho sau chính biết lại luôn á, âm cùng đến một hợp với cả một cộng một cùng, chưa? Đi thi bây giờ nếu cho bài này thì đáp án trong đề thi nó cho chuẩn ấy, chỗ này ui dồi ôi, cho kiểu này là ui dồi. Nhưng mà học chưa học được phần gì, phần hiệu không? Thôi từ từ đã nhé. Đấy, cho phần hiệu chỗ này, đáp án này cho mặt làm cái này là chưa cùng đến một nhé, không lấy điểm gì một cho nên nó thế này. Đấy, rất là lạ gỡm chưa, rất nhiều đứa sai đúng không? Nó không phải chữ âm cùng đâu nhá, chỉ hơn nhau có gì, có một cái dấu thôi nhá. Chú ý là đây là hoặc, cho nên không cần thiết phải là chỗ này phải là gì, là số nó là vuông. Chỉ cần một trong hai con này thôi là vuông là được rồi, hai con đều tròn thì không lấy, xong lấy điểm một đúng không, thì phải bỏ điểm một đi. Nếu bên mũi thế này mới học xong phần hiệu, còn thằng này đấy nó sẽ hợp với đây đây. Chưa? Nha. Ví dụ một cún. Rồi, một ví dụ một cún này cho một số con khác nhé, mà cho nó cũng hay ho hơn, đúng chưa? Lại A bằng đi. A bằng ở đây là -2 đến mấy đây? Đến 2 đến 1 vuông. Chú bò thì bằng, đúng không? Mấy bài chọn được bài là trưởng dễ như sau. Thầy không cho dễ, dễ không? Dễ cho như sau, -2 đến 1 đúng không? Kiểu -2 đến 1 không đến 3 đi. Đấy, A hợp bò bằng bao nhiêu? Mấy bài này ra nó cho rất là dễ thôi, nhìn biết ngay là nó thuộc loại bài gì. Con thỏ mới ấn gấu của thầy nha, con thỏ thầy viết thành giống người, hơi người tay to giống người. Rồi
Đấy. Mình muốn một số ví dụ thế dễ thiệt thôi. Đây. Đây là kiểu như đúng mắt thỏ gấu luôn. Nhìn biết ngay là gì. Thì tư duy chốt luôn là cái số 0 này này, đúng không? Thì nó đứng ở đây này. Đúng không? Nó ba thằng ngoài này. Thì kiểu nhanh đáp án nhanh thì đáp án luôn là -2 đấy. -23. X luôn là lấy cả con thỏ con gấu. Đấy. Mình làm làm sao? Đây, thì mình kết hợp biết kết hợp thôi. Vậy là học hiểu hiểu ấy thì rất là nhanh. Đáp án luôn chả mình biết hiểu. Chú A là trừ A là trừ âm 2 đến 1 đúng không? Nhớ tăng dần nhá. Đấy. Chú B là từ 0 đến 3. Đúng không? Tăng dần từ 0 đây đúng không? 3 đây. Trừ 2 đến 1 thì chúng ta lấy gì? Lấy trong đây lấy này. Đấy. Còn chú B 0 đến 3 ta cũng lấy. Này. Đấy. Thì hết luôn nửa lần nữa. Đây hết luôn, đáp án là gì? A hợp bò bằng -2 3. Có gì đâu, số 2 số cái gấu ấy. Chúng ta phải hơn xấu số -2 xấu. Đấy. Có gì đâu. Nhìn trên màn hình lấy luôn. Mấy thằng kia lấy lẻ lẻ, lấy giữa, lấy hết rồi. Chỗ này đúng không? Càng tốt, chỗ này càng tốt. Chỗ vàng này, vàng xanh xanh này càng tốt đúng không? Càng thừa luôn. Đấy. Nó vừa thuộc gì? Vừa thuộc là A vừa thuộc B luôn, chỗ này này. Đấy. Mấy bạn này với một A một B thì nó mới hơi nó bị sai sai đúng không? Nó không, hơi khó vì kiểu cái này đáp án thế này có thể chó đúng không? Mấy bạn này thì gì? Easy quá đúng không? Đúng chưa? Học sinh mấy ôi giời kiểu gì đấy. Đấy, thông kinh nhá. Yeah. Đây. Dễ chưa nha. Nào, cho một con nữa này. Một dây đi. Những con nào dễ dễ thì không muốn cho nhiều vào. Mình cho lớp học rồi. Mình đi học những con nào mà mình thấy cô không dạy hạn, ít dạy hạn thì để cho vào. Lại con học sinh hay bị sai. Hay bị gì đây? Mấy văn ngôn nữa dạy. Rồi. Bị nu. Nào. Một đề. A bằng nào. -3 -3 đến mấy đây? -3 đến 2. -3 đến 2. Tròn, đúng không? Chú bò thì bằng 2 đến 4. Đây, đấy, hỏi A hợp bò bằng gì? Đấy. Này thì easy đúng không? Rồi. Đấy, thế thôi. Bây giờ A hợp bào không? Gì đó. Và đây cẩn thận đấy. Lại nhiều đứa sai này. Chữ âm vô cùng. Vô cùng. Nhớ chú ý là cái ông nào cái bài cho mà hay sai nó cho hay hay cho là một thằng tròn, một thằng vuông, một thằng hai thằng tròn. Đấy. Nào, -3 đến 2. Đúng chưa? Bên kia là gì? 2 ở nhà vuông. 4. Nào lấy, -3 đến 2, lấy, đúng không? Con tròn, không lấy 2, đúng chưa? Còn gì? Bên kia, 2 là 4, lấy cả 2. Nên đầu dân sẽ dùng cho sản này, đúng chưa? Đáp án là gì? Đấy, A hợp bò, dạ. -3, số 2 lấy không? 2. Không thuộc A. 2 là sao? Thuộc chú bò. Vuông mà. Phải lấy cả 2. Đúng không? -2, -3 đến 4 luôn. Đấy. Chưa? Thế thôi. Nhiều đứa rảnh rỗi bên làm viết thế này này. Đây thế này này. -3 đến 2. Hơn nhiều chữ quá. 2. Vâng. Rồi kết hợp với cả. Hợp với cả 2 đến 2 đến 4. Tôi viết trả lời bài à? Không làm gì đâu, đúng chưa? Mà viết thế này thì nó lại
Đấy. Trừ 3 đến 2 hợp 2 đến 4. Viết được bài. Không có đâu. Nha. Không có. Đây, đây bài đây. Luôn. Thế định với bài này kiểu như sinh viết kiểu dạng bài này nhưng mà nó không có đi thế nào cả. Trừ 3 đến 2 hợp 2 đến 4. Đây là bài hợp B gì đâu. Đó đây nhé, không biết được dạng kiểu khác đâu. Ừ, phía nữa, thôi. Không, không. Định viết là trò nhưng mà có vẻ không ổn lắm đâu. Bỏ đi nhá. Rồi. Đấy. Ừ. Nào. Bây giờ chúng ta nhớ còn rất nhiều các gì? Các cái bí. À, bí thuật của thầy. Đấy, thuật của thầy. Chỗ nào muốn học thầy thì nhớ học ở Hoàng Sơn Cầu Giấy. Gần ngay các bạn Cầu Giấy và gần ngay các 100m ở cờ Lê Đôn, nhé, cờ Lê Đôn. Thế quay studio ở chỗ gần Tây Hồ, gần cách gần Tây Hồ 100m nhá. Có điều gì không nhỉ? À, nhớ xem video của thầy, chia sẻ bạn bè, nhắn thầy. Được tặng bí thuật không công khai đâu nhá, chưa? Rồi, hẹn gặp lại các em ở giải tiếp theo. Tạm biệt.